Bản tin tiếp theo là thị trưởng của Mariupol nói tính mạng của những cư dân mắc kẹt trong thành phố nằm trong tay của ông Putin. Thị trưởng Mariupol nói với Reuters hôm thứ Năm rằng một mình Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin có thể quyết định số phận của 100.000 thường dân còn mắc kẹt ở Mariupol. Đó là lời của ông thị trưởng Vadim Boychuk. Ngoài ra, ông nói thêm rằng các hình ảnh vệ tinh của một khu mộ tập thể là bằng chứng cho thấy Nga đang chôn các tử thi để cố gắng che giấu tổng số người chết. Trước đó, ông Putin tuyên bố giành được Mariupol sau gần 2 tháng bao vây thành phố, nơi mà dẫn đến những trận chiến khốc liệt nhất và thảm họa nhân đạo tồi tệ nhất. Ông Boychuk nói trong cuộc phỏng vấn, điều quan trọng là phải hiểu rằng những sinh mạng vẫn còn ở đó và nằm trong tay chỉ có một người, đó là Putin. Và tất cả những sự hy sinh trong tương lai cũng sẽ nằm trong tay của ông ấy. Ông Putin cho biết quân đội Nga đã làm cái gọi là giải phóng Mariupol. Thị trưởng Mariupol cho biết không có kế hoạch giải phóng thành phố, đó là một kế hoạch hủy diệt. Ông ước tính 90% thành phố cảng phía đông nam đã bị hư hại hoặc phá hủy kể từ khi Nga xâm lược Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Ông nói, hôm nay ở tất cả các cấp, chúng tôi chỉ nói về một điều, rằng chúng tôi cần ngừng bắn, chúng tôi cần di tản toàn bộ 100.000 dân ở tại Mariupol, vì những người này là tù nhân của lực lượng Nga và chúng tôi cần di tản tất cả những người đang ở Azovstal. Theo nhà chức trách của Ukraine, trong khi quân đội Nga hiện kiểm soát phần lớn thành phố, một nhóm máy bay chiến đấu của Ukraine đang cố thủ trong các băng khe dưới lòng đất của khu liên hợp ở vùng thép Azovstal, cùng với hàng trăm dân thường trong tình trạng tuyệt vọng. Tổng thống Putin đã nói với lực lượng Ukraine rằng họ cần đầu hàng hoặc nếu không họ sẽ bị chết. Ông Boychuk nhấn mạnh, những người lính không sẵn sàng đầu hàng, họ sẵn sàng rời đi chỉ với vũ khí trong tay và tiếp tục bảo vệ quê hương của chúng tôi, Ukraine của chúng tôi. Đó là cái điều mà lý tưởng cũng như là niềm tin thiêng liêng chúng tôi cần phải bảo vệ. Tuy nhiên những người dân thường, họ không có cái điều gì mà cần phải đầu hàng hay không đầu hàng. Hãy cho họ di tản để cho họ mạng sống. Đó là những lời hết sức là chân thành của vị thị trưởng thành phố Mariupol của đất nước Ukraine.